bài giảng ngày thứ tám ngày thứ tám đã qua bây giờ quý vị còn lại hai ngày và trong hai ngày này chỉ có một ngày để tu tập nghiêm chỉnh dù chỉ một ngày nhưng cũng đủ tốt nếu ta thực sự tu tập tu tập nghiêm chỉnh làm đúng như phương pháp thiền đòi hỏi quý vị sẽ gặt hái được rất nhiều lợi ích một điều quan trọng khác nữa hãy tiếp tục hiểu đúng đắn phương pháp thiền này để khi về nhà quý vị sẽ vận dụng đúng đắn phương pháp thiền này quý vị sẽ thực hành đúng đắn quý vị sẽ áp dụng đúng đắn phương pháp thiền trong đời sống hàng ngày nếu không dù quý vị có tu tập chăm chỉ và nghiêm chỉnh nhưng không tu tập đúng đắn quý vị sẽ bỏ lỡ các lợi ích đáng lý phải thu nhận được nhờ phương pháp thiền này hãy tiếp tục hiểu rõ hai khía cạnh quan trọng của phương pháp thiền này cả hai đều quan trọng như nhau đó là ý thức và sự bình tâm cả hai đi đôi với nhau như đôi cánh chim cả hai đều có kích thước và sức mạnh bằng nhau nếu không chim sẽ không thể bay được như hai bánh xe do ngựa kéo cả hai đều có kích thước và sức mạnh bằng nhau nếu không chúng sẽ không thể chạy được cả hai đều quan trọng ngang nhau ý thức cũng như là sự bình tâm nếu quý vị có ý thức nhưng quý vị không có sự bình tâm thì không đạt được mục đích và nếu có sự bình tâm nhưng quý vị không có ý thức thì cũng không đạt được mục đích nếu quý vị ý thức được thực tại bên ngoài các thực tại thu thiền biểu hiện ra bên ngoài cũng tốt đấy nhưng đó không phải là vipassana ngay cả đến thực tại thu thiền thuộc về cơ cấu thân thể thuộc về cơ cấu tinh thần của quý vị cơ cấu thân thể tất cả các hoạt động của cơ thể quý vị ý thức được cơ cấu tinh thần vài cảm xúc rất thu thiền chắc đặc đến trong tâm và quý vị ý thức được điều này có ích lợi đấy nhưng đây không phải là sự giảng dạy của đức phật ngài muốn quý vị làm việc với cảm giác trên thân thể có những đạo sư trước thời đức phật có những đạo sư cùng thời với đức phật có những đạo sư sau thời đức phật và hầu hết các vị ấy ngoại trừ những ai có những hành động không có đạo đức nếu không những người thực sự thánh thiện cũng có cùng lời khuyên nhủ là đối với các đối tượng của các giác quan của mình quý vị đừng phản ứng lại những đối tượng này hình dáng, hình thể, màu sắc, ánh sáng, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, ý tưởng. Chúng có thể dễ chịu, chúng có thể khó chịu, nhưng đừng phản ứng lại chúng, đừng sanh lòng ham muốn, đừng sanh lòng ghét bỏ. Lời giảng này của Đức Phật Gotama không có gì mới mẻ cả. Đây không phải là sự giác ngộ của ngài sự giác ngộ của ngài là đi sâu vào trong vấn đề tất cả những người khác đều chú trọng đến salayatana sáu cửa giác quan và đối tượng của chúng tưởng như là lòng ham muốn và ghét bỏ nổi lên là vì đối tượng của sáu cửa giác quan này ở mức độ bề ngoài điều này đúng nhưng khám phá của đức phật là salayatana pachayyafasa sáu cửa giác quan tiếp xúc với các đối tượng tương ứng của chúng và Vassapachaya Vedana. Vì sự tiếp xúc này nên sinh ra một cảm giác trên cơ thể, dễ chịu hay khó chịu. Và Vedana Pachaya Tanha. Sự ham muốn của quý vị, sự ghét bỏ của quý vị bắt đầu xuất hiện sau khi quý vị đã cảm thấy cảm giác trên cơ thể. Mắt xích kết nối ấy đã bị bỏ quên, cho nên người ta cứ tiếp tục tu tập để thoát khỏi ham muốn, để thoát khỏi ghét bỏ, nhưng chỉ là ở bề mặt. Còn cội rễ không bao giờ được đề cập tới. Họ không nhận ra rằng họ phải đi tới mức độ của cảm giác trên cơ thể để nhổ tận gốc rễ của bất tịnh. Đây là sự đóng góp của Đức Phật Gotama cho nhân loại, một phương cách để thoát ra khỏi khổ đau từ mức độ sâu thẳm. Nếu chúng ta thiếu sót điều này, thì ý thức của chúng ta không phải là ý thức trọn vẹn. Ý thức về cảm giác trên cơ thể và sự bình tâm trước những cảm giác này, dù là dễ chịu hay khó chịu. Đây là hai bánh của chiếc xe này. Con chim này có hai cánh, cả hai phải có kích cỡ bằng nhau, sức mạnh bằng nhau thì quý vị mới tiến bộ được. Quý vị bắt đầu quan sát hơi thở ra vào và quan sát hơi thở trên một khu vực nhỏ hẹp. Khi Đức Phật muốn quý vị làm điều này, là vì có một hậu ý nếu quý vị tu tập trên một khu vực lớn hơn tâm của quý vị sẽ không trở nên bén nhạy tâm sẽ chỉ cảm nhận được các cảm giác rất thô thiển ở đây các cảm giác rất dễ nhận thấy cái đau nào đó ở vùng này sự đẻ ép nào đó ở vùng này hơi nóng nào đó ở vùng này tâm sẽ không bao giờ trở nên sắc bén được khu vực ý thức càng nhỏ thì tâm càng trở nên sắc bén tâm càng trở nên nhạy cảm và vào khoảng ngày thứ ba quý vị đã cảm nhận được cảm giác ở khu vực ý thức nhỏ hẹp này quý vị càng thu hẹp dần khu vực ý thức và quý vị đã cảm nhận được cảm giác ở khu vực nhỏ hơn này nhờ thế quý vị rất dễ cảm nhận được các cảm giác khắp mọi nơi đây là một trạm rất quan trọng trên con đường giải thoát ta phải đạt đến giai đoạn này khi ta có thể cảm nhận được các cảm giác trên toàn thân thô hay vi tế nhưng khắp mọi nơi trên thân không có phần nào của cơ thể là vùng mù mờ hay trống không nghĩa là không có cảm giác nào cả cảm giác lúc nào cũng có ở đó ở khắp nơi nhưng tâm quý vị không đủ bén nhạy để cảm nhận được chúng trạm này rất quan trọng nhưng quý vị không thể làm điều gì để ép buộc sự cảm nhận cảm giác trên toàn thân xảy ra nó xảy ra một cách tự nhiên công việc của quý vị là liên tục di chuyển sự chú tâm, lưu lại nơi không có cảm giác, lưu lại khoảng một phút, rồi lại di chuyển tiếp, dừng lại một phút. Rất kiên nhẫn, rất kiên nhẫn, quý vị sẽ thấy rằng tâm quý vị càng lúc càng trở nên tinh tế hơn, càng lúc càng trở nên bén nhạy hơn, và bắt đầu cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi. Chạm quan trọng thứ hai, một lần nữa, chạm rất quan trọng, là sự tan rã của toàn thể cơ cấu thân và tâm. Cơ cấu này biến thành những rung động, chỉ là những rung động. Đức Phật gọi đây là băng gà. Băng gà có nghĩa là sự tan rã, sự tan rã hoàn toàn. Một lần nữa, quý vị không làm gì để thúc ép hiện tượng này được cả. Hãy để nó xảy ra một cách tự nhiên. Quý vị không ngừng quan sát, và tâm của quý vị càng lúc càng tinh tế hơn, càng lúc càng bén nhạy hơn, một cách tự động. Luật tự nhiên là thế. Các cảm giác ứ nghẹn, căng thẳng, thô thiển ấy bắt đầu bị chia cắt, bị mổ xẻ, bị tan rã ra, bị chia cắt, bị mổ xẻ, bị tan rã ra. Các cảm giác thô thiển ấy bắt đầu bị tan rã, tan rã, tan rã. Đó là băng gà. Quý vị bắt đầu có được luồng rung động rất vi tế luôn lưu thông suốt khắp cơ thể. Đây là một giai đoạn rất quan trọng nhưng đức phật nói đây cũng là kinh nghiệm rất nguy hiểm nguy hiểm theo nghĩa là sau khi trải qua tất cả những cảm giác ứ nghẹn thu thiền khó chịu thình lình quý vị gặp được luồng luân lưu rất dễ chịu này luồng rung động luân lưu rất dễ chịu này vì khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị bắt đầu nảy sinh lòng tham muốn và bám víu vào nó ồ tuyệt vời làm sao và ngài nói đây là điều nguy hiểm hết sức nguy hiểm người ta có thể giữ được sự bình tâm trước những cảm giác khó chịu mong rằng các cảm giác khó chịu ấy sẽ qua đi và sẽ bắt đầu cảm nhận được những cảm giác vi tế hơn như những người khác đã từng cảm nhận nhưng khi cảm giác vi tế hơn ấy đến người ta bắt đầu bám víu vào nó ngài nói rằng đây là giai đoạn rất đáng sợ rất nguy hiểm ta phải rất thận trọng để không bị ràng buộc vào những cảm giác dễ chịu này nếu không sự tiến bộ sẽ ngừng lại. Và không những sự tiến bộ ngừng lại, mà sự thoái hóa sẽ bắt đầu. Bởi vì quý vị sẽ nảy sinh ham muốn mới, ham muốn mới, bám víu, bám víu. Khi cảm giác dễ chịu, luồng rung động tinh tế mất đi, nó không tồn tại mãi mãi được. Nó đến rồi nó đi. Rồi một Sankara bám rễ rất sâu nào đó, đáng lý ra chưa nổi lên trên bề mặt, sẽ nổi lên. Vì quý vị đã cảm nhận được luồng rung động rất vi tế vì quý vị đã đạt được tới giai đoạn tan rã hoàn toàn. Chỉ có thể một sangkara bám rễ rất sâu mới có thể trồi lên trên mặt. Nó có thể thuộc loại có tính chất rất thô thiển, rồi quý vị lại cảm thấy các cảm giác thô thiển, những cảm giác khó chịu. Quý vị cảm thấy rất chán nản. Quý vị bắt đầu cảm thấy rằng ta đang thụt lùi, ta đã có cảm giác tuyệt vời và giờ đây xem này, chúng biến mất. Bây giờ một lần nữa ta lại gặp phải những cảm giác khó chịu này quý vị đã không hiểu đúng đắn về tham mà quý vị đã bắt đầu chơi trò chơi cảm giác đây là điều người ta làm suốt đời một âm thanh dễ chịu hay khó chịu một cảnh tượng dễ chịu hay khó chịu một mùi hương dễ chịu hay khó chịu một vị nếm dễ chịu hay khó chịu một ý tưởng dễ chịu hay khó chịu bây giờ tương tự như thế một cảm giác trên cơ thể dễ chịu hay khó chịu quý vị tiếp tục phản ứng bằng ham muốn và ghét bỏ. Nó có gì khác nhau? Quý vị đã không hiểu tham ma. Dù có những lời cảnh cáo được lặp đi lặp lại, chúng tôi thấy có vài thiền sinh, dĩ nhiên chỉ vài người thôi, nhưng có những người tiếp tục theo học hết khóa này đến khóa khác, hết khóa này đến khóa khác, nhưng họ không hiểu phương pháp thiền này, họ không hiểu tham ma, họ tiếp tục lấy làm thích thú, các cảm giác dễ chịu, và tiếp tục sanh lòng ghét bỏ các cảm giác khó chịu họ cứ chơi trò chơi này trò chơi cảm giác đây không phải là vipassana tuyệt đối là không phải quý vị phải rất cẩn thận để hiểu đúng đắn cái chính yếu của phương pháp thiền này để quý vị có thể tu tập đúng đắn và thu lượm đúng lợi ích của phương pháp thiền này quý vị phải đi đến tận tầng lớp gốc rễ tầng lớp cảm giác và tại tầng lớp cảm giác này quý vị phải giữ được sự bình tâm đối với bất cứ cảm giác nào nảy sinh mỗi một cảm giác thô hay vi tế dễ chịu hay khó chịu đều có cùng một đặc tính đặc tính sinh diệt sinh diệt đây là điều quý vị cần chứng nghiệm được khi nào có cảm giác ứ nghẹn căng thẳng thô thiển thì sự nảy sinh của cảm giác rất rõ ràng nhưng sau một lúc không sớm thì muộn cảm giác ấy sẽ diệt mất cảm giác có vẻ lưu lại ở đó một chút nó nảy sinh hình như lưu lại một chút và rồi diệt mất khi nào cái cảm giác ứ nghẹn căng thẳng thô thiển này bị tan rã và biến thành những rung động đặc tính ấy vẫn giữ nguyên sinh diệt sinh diệt bây giờ nó xảy ra với tốc độ rất nhanh sau khi nảy sinh nó diệt mất ngay sau khi nảy sinh nó diệt mất ngay với tốc độ rất nhanh với tần số rất lớn nhưng đặc tính của nó vẫn giữ nguyên. Đặc tính này phải thật rõ ràng trong tâm quý vị. Hãy nhìn xem nó đang thay đổi, thay đổi, thay đổi. Và vì thế không ham muốn, không ghép bỏ, không ham muốn. Đây là cách quý vị thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm quý vị. Nếu không, sâu tận bên trong, tiến trình xanh sôi nảy nở này vẫn tiếp tục. Hết sankara này đến sankara khác, mỗi một khoảnh khắc, Quý vị không tạo ra Sankara này thì tạo ra Sankara khác. Bởi vì hãy người ta còn sống, trong từng khoảnh khắc đều có cảm giác. Trong từng khoảnh khắc không có cảm giác này thì có cảm giác khác. Tầng lớp sâu thẳm nhất trong tâm không ngừng tiếp xúc với các cảm giác này. Cho dù quý vị ngủ hay thức, 24 tiếng đồng hồ một ngày, tâm luôn luôn tiếp xúc với cảm giác trong người. Ví dụ, quý vị đang ngủ say, cho dù ta nói ngủ say thực ra chỉ có phần ý thức của quý vị mới đi vào giấc ngủ say. Còn cái được gọi là vô thức, luôn luôn có ý thức về cảm giác của thân. Ví dụ một con muỗi bay đến và đốt quý vị, vô thức, cái được gọi là vô thức cảm nhận được ngay lập tức. Cảm giác khó chịu, nó đuổi con muỗi đi hay đập con muỗi, cảm giác khó chịu ấy vẫn còn đó. Nó sẽ gãi hay xoa chỗ bị đốt, cứ thế suốt đêm muỗi bay đến đốt bay đến đốt quý vị không biết tâm ý thức của quý vị không hay biết ví dụ này cho thấy rằng có một sự ngăn cách lớn giữa tầng lớp ý thức và vô thức tương tự như thế khi quý vị thức dậy tâm ý thức của quý vị sẽ bận rộn với những đối tượng bên ngoài ở mức độ hết sức thu thiển nhưng tầng vô thức cái được gọi là vô thức không ngừng tiếp xúc với cảm giác của thân và nó tiếp tục phản ứng lại các cảm giác khi có áp lực ở chỗ nào đó nó phản ứng lại có chỗ nào đau nó phản ứng lại có chỗ nào ngứa nó phản ứng lại sự phản ứng này liên tục tiếp diễn điều này trở nên khuôn mẫu thói quen của tâm vô thức trừ phi quý vị thay đổi thói quen này ở mức độ sâu thẳm nhất quý vị sẽ không thoát khỏi khổ đau sẽ không thoát khỏi khổ đau quý vị chỉ cố gắng chăm sóc cành Nhánh, lá, hoa trái của cây, nhưng rễ của nó không được lành mạnh, nó đang mục nát. Một khi gốc rễ không được lành mạnh, cây của quý vị không bao giờ có thể trở nên lành mạnh được. Tâm ý thức của quý vị không bao giờ có thể trở nên lành mạnh được, một khi phần vô thức vẫn còn suy yếu. Cho nên Đức Phật đã khám phá ra rằng chúng ta phải tu tập ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm. Đây là điều quý vị đã bắt đầu làm quý vị nên luôn luôn ghi nhận trong tâm rằng ta phải tu tập ở tầng lớp sâu thẳm nhất của tâm mình có nhiều phương pháp thiền khác có nhiều loại thiền khác ở đây ta không nên án chúng nhưng về phương pháp thiền này mà nói sự tu tập bắt đầu ngay tại chiều sâu của tâm nếu quý vị bỏ quên chiều sâu này của tâm mục đích của phương pháp thiền này sẽ không đạt được bởi vì tiến trình làm gia tăng gấp bội vẫn tiếp tục hết sankara này đến sankara khác trong từng khoảnh khắc quý vị tạo ra sankara ham muốn hay ghét bỏ ham muốn hay ghét bỏ và lúc nào cũng có một sankara vô minh vô minh quý vị không biết cái gì đang xảy ra đây là khổ đau mỗi một sankara là một sự khổ đau định luật sinh sôi nảy nở luôn có đó trong thế giới bên ngoài cũng thế trong thế giới thực vật tiến trình sinh sản sinh sản luôn có đó. Sâu tận nội tâm cũng vậy. Tiến trình sinh sôi này nở, sinh sôi này nở cũng có ở đó. Và có một phương cách chặn đứng sự tăng trưởng này và thay đổi khuôn mẫu thói quen. Trong thế giới bên ngoài, có một loại hạt giống nhỏ, cây ba nhan hay cây đa. Ở xứ nhiệt đới, chúng tôi có loại cây khổng lồ gọi là cây đa. Cây này có hạt nhỏ, cỡ bằng hạt mè, cái hạt tí hon này chứa đựng cây đa khổng lồ nếu hạt này được gieo trồng cây sẽ tăng trưởng và lớn thành cây rất khổng lồ cây này có thể sống đến cả thế kỷ có tuổi thọ rất dài mỗi hạt bắt đầu cho ra trái mỗi mùa hàng trăm trái này đến trăm trái khác và qua nhiều thế kỷ từ một hạt sinh ra hết trái này đến trái khác hàng triệu trái chỉ từ một hạt sống cho dù cây này có sống lâu đến đâu đi nữa có lúc cây cũng sẽ già, sẽ suy yếu, sẽ chết, sẽ ngã xuống. Đến đây, sẽ không còn trái nữa. Ở mức độ bề ngoài, chúng ta có thể nói rằng một hạt giống cho ra hàng triệu trái. Nhưng sau đó, câu chuyện không kết thúc ở đây. Sự xanh xôi này nở vẫn tiếp tục. Hãy hiểu rõ sự tiếp tục xanh xôi này nở bằng cách nào. Cái hạt được gieo trồng, và cây đa khổng lồ bắt đầu cho ra trái. Luật tự nhiên là thế mỗi trái chứa một hay nhiều hạt có cùng phẩm tính. Mỗi trái có chứa một hạt, rồi hạt này chứa được cây ba nhan khổng lồ, hàng triệu trái, hàng triệu hạt giống, và mỗi hạt chứa được cây đa khổng lồ. Ồ, tiến trình gia tăng không bao giờ kết thúc. Tiến trình gia tăng không bao giờ kết thúc. Nhưng thiên nhiên cũng giúp chúng ta biết làm cách nào để chấm dứt tiến trình gia tăng này. Quả thật, mỗi một hạt giống Mỗi hạt chứa đựng một cây đa khổng lồ. Những hạt giống này cần đất đai màu mỡ, nó cần nước, cần sự chăm sóc, cần phân bón. Nếu quý vị bỏ hạt giống ấy vào chỗ toàn sỏi đá, nó không thể mọc được. Hạt đa không thể đâm chồi được. Nhưng sự khó khăn của chúng ta là những hạt giống sanghara này. Hàng triệu này đến triệu khác cứ xuất hiện. Vì hạt giống chúng ta đã một lần gieo trồng. Giờ đây chúng xuất hiện rất nhiều hạt nào có mặt chúng ta cứ tiếp tục bón phân thêm chúng ta tiếp tục bón cho chúng đất đai màu mỡ ô sankara của tôi người hãy tiếp tục gia tăng ô khổ đau của tôi người hãy tiếp tục gia tăng tiếp tục gia tăng tiếp tục gia tăng thật là hết sức vô mình đây là điều người ta tiếp tục làm nó giống như mang một thùng đầy xăng đầy dầu lửa một tia lửa nháng lên từ bên ngoài gặp phải nhiên liệu và có một tiếng nổ lớn tiếng nổ rất lớn có hàng ngàn hàng vạn tia lửa mới quý vị không hiểu rằng mỗi tia lửa quý vị tạo ra bây giờ sẽ tạo ra hàng trăm hàng ngàn tia lửa mới và với mỗi tia lửa tới quý vị lại sẽ đổ thêm xăng vào làm gia tăng gấp bội gia tăng gấp bội gia tăng gấp bội ở mức độ trí thức người ta hiểu rằng sự gia tăng này rất nguy hiểm cho ta ta không nên tạo ra sankara. Mỗi một sankara đều rất nguy hiểm. Mỗi một sankara là sự gia tăng khổ đau của tôi. Đây chỉ là sự hiểu biết trí thức. Trừ khi quý vị thực tập đúng đắn ở mức độ cảm giác, quý vị không thể thoát khỏi khổ đau. Có người biết rất rõ, có người đang mang lửa đến để đốt tôi. Điều hay nhất là tôi nên thủ sẵn vòi nước. Khi người ấy đến, tôi sẽ mở vòi nước và dập tắt ngọn lửa tức thì người ta hiểu như thế ở mức độ trí thức nhưng trong thực tế khi có người mang ngọn lửa đến tôi mở bơm dầu ra cháy cháy tôi đổ một thùng đầy dầu vào người ấy nhà ngươi cháy ta cháy hai ta cùng cháy về sau quý vị nhận ra rằng điều này sai trái quá tôi không nên làm như vậy khi người ta mang lửa đến đáng lẽ tôi phải lấy nước để dập tắt ngọn lửa chứ không phải dầu rồi quý vị tìm đến thượng đế toàn năng thần nam hay thần nữ này thần nam hay thần nữ kia của quý vị và cầu nguyện tôi đã lầm lỡ xin hãy tha thứ cho tôi lần tới quý vị lại phạm cùng sai lầm ấy lần tới cũng cùng lỗi ấy quý vị không thoát ra khỏi sai lầm này bởi vì quý vị không biết cái gì thực sự đang xảy ra sâu tận bên trong cho nên chẳng có ích lợi gì cả sâu tận bên trong luôn luôn có núi lửa bùng nổ luôn luôn có bất thiện này có phản ứng bất thiện này trừ phi quý vị quan sát các cảm giác trên cơ thể quý vị không thể thoát khỏi nó quý vị phải cảm nhận được các cảm giác này một phần quan trọng của phương pháp thiền này là ta phải làm cho tâm mình hết sức sắc bén hết sức nhạy cảm để cảm nhận được các cảm giác ấy một phần khác của phương pháp thiền này là ta phải duy trì được sự bình tâm duy trì được sự bình tâm đừng phản ứng đừng phản ứng luôn luôn hiểu rằng đây là anicca đây là anicca vô thường vô thường đây không phải là niềm tin giả tạo đừng chấp nhận nó bởi vì đức phật đã nói thế đừng chấp nhận nó bởi vì truyền thống đã nói thế với kinh nghiệm của chính mình quý vị thấy rằng vạn sự nảy sinh và không sớm thì muộn chúng sẽ diệt mất chúng sinh rồi diệt chúng sinh rồi diệt khi tất cả đều tan rã thì sự sinh và diệt xảy ra với một tốc độ rất nhanh nhưng cũng cùng một sự thực như nhau sinh diệt sinh diệt đó là anicca đó là vô thường vô thường theo cách này quý vị bắt đầu thay đổi khuôn mẫu thói quen ở mức độ sâu thẳm nhất trong tâm mình điều đó rất quan trọng quý vị phải hiểu được điều này luật tự nhiên là thế này là một khi quý vị ngừng không tạo ra sankara mới nữa các sankara cũ sẽ bắt đầu trồi lên trên bề mặt và sẽ bị diệt trừ khi quý vị giữ được sự bình tâm chúng trồi lên trên bề mặt quý vị giữ được sự bình tâm chúng trồi lên trên bề mặt chúng yếu dần yếu dần yếu dần và tan biến đi đây là luật tự nhiên đây là điều đã được bậc giác ngộ chứng nghiệm đây là khám phá của ngài ngài nói sankara pachaya vinyana cái mắt xích gọi là vinyana là thức là sự hay biết nó sinh diệt sinh diệt trong từng khoảnh khắc và nguyên nhân gần nhất của sự nảy sinh này là sankara mỗi khi quý vị tạo nên một sankara vinyana thức của khoảnh khắc kế tiếp sự hay biết của khoảnh khắc kế tiếp nảy sinh một lần nữa quý vị tạo nên sankara thức nảy sinh khoảnh khắc kế tiếp quý vị tạo nên sankara thức nảy sinh cứ thế tiến trình này tiếp diễn không ngừng vào cuối đời một sankara rất mạnh sẽ trồi lên và đầy mạnh vinyana nảy sinh trong một cơ thể khác và nó tiếp tục tiếp tục tiếp tục sự thật này được bậc giác ngộ thực chứng làm sao để ngăn chặn quá trình này được một khi quý vị còn tiếp tục tạo ra sankara dòng luân lưu này sẽ tiếp tục tiếp tục khi quý vị ngưng tạo ra sankara mới tiến trình theo chiều ngược lại sẽ tự động bắt đầu một ví dụ dòng luân lưu này của thân và tâm là dòng luân lưu của sự sống tinh thần và vật chất quý vị phải cung cấp thực phẩm vật chất cho sự sống còn của thân cho sự luân lưu của vật chất nhờ thực phẩm vật chất này sự sống của thân tiếp tục tiếp tục tiếp tục cũng thế cho sự luân lưu của tâm thực phẩm tinh thần chính là sankara phải được cung cấp rồi chỉ như vậy nó mới tiếp tục tiếp tục tiếp tục Chẳng hạn một hôm quý vị không ăn gì hết. Quý vị đã nhịn đói. Quý vị đã nhịn đói nhưng dòng chảy của sự sống vẫn tiếp tục. Quý vị quyết định nhịn đói hai ngày. Sự sống vẫn tiếp tục. Năm ngày, mười ngày. Quý vị đã nhịn đói một tháng, hai tháng. Cuối cùng thì thân này chết vì quý vị đã ngưng cung cấp thức ăn cho nó trong một thời gian dài như thế. Nếu quý vị đã ngưng cung cấp thức ăn cho nó trong một thời gian lâu như thế, tại sao phải mất vài tháng thân này mới chết? bởi vì mỡ tồn kho cũ còn đó. Bất cứ những gì quý vị tích lũy được, như mỡ, vân vân bắt đầu được tiêu thụ. Khi mỡ tồn kho được tiêu thụ hết, không còn thức ăn nữa, thì thân này mới chết. Cùng một nguyên tắc được áp dụng cho sự luân lưu của tâm, quý vị tiếp tục cung cấp Sankara cho nó. Đối với cơ thể, nếu quý vị chỉ cung cấp thức ăn cho nó một lần trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thế cũng tạm đủ cho nó nhưng để cho sự luân lưu của tâm được tiếp tục thức ăn phải được cung cấp từng giây phút phải cho nó ăn từng khoảnh khắc từng khoảnh khắc bằng phương pháp thiền này quý vị học cách không cho nó thức ăn mới giả thử trong giây phút này quý vị đã không cho thêm thức ăn mới nào quý vị vừa mới cảm nhận được cảm giác quý vị chỉ mỉm cười anicca anicca quý vị không có ham muốn không có ghét bỏ không có vô minh quý vị chỉ có ý thức và không phản ứng lại quý vị không tạo nên sankara nào sự luân lưu của tâm vẫn chưa ngừng khoảnh khắc kế tiếp trong khoảnh khắc kế tiếp quý vị lại không tạo ra sankara nào một lần nữa trong khoảnh khắc kế tiếp quý vị không tạo ra sankara nào nhưng sự luân lưu của tâm vẫn tiếp tục tiếp tục làm sao nó tiếp tục được cùng nguyên tắc ấy bây giờ với mớ tồn kho sankara cũ khi quý vị không cho dòng luân lưu của tâm một sankara mới Sankara cũ phải trồi lên trên mặt. Nó trồi lên trên mặt và một Vinyana mới nảy sinh. Quý vị lại không cho dòng sống một Sankara mới. Sankara cũ sẽ trồi lên trên mặt và một Vinyana mới sẽ nảy sinh. Khi tất cả các Sankara cũ bị tiêu thụ hết, khi quý vị không còn một Sankara nào nữa, quý vị được giải thoát khỏi mọi khổ đau. Nguyên tắc này đã có đó, nhưng chỉ nhờ vào sự chứng nghiệm người ta mới bắt đầu hiểu được các sankara cũ trồi lên trên mặt như thế nào ví dụ quý vị đã tạo nên một sankara nóng giận quý vị sẽ thấy rằng đâu đâu cũng có cảm giác rất khó chịu bởi vì một phản ứng sinh hóa đã bắt đầu vì các cảm giác khó chịu này vì phản ứng sinh hóa ấy đã bắt đầu chuyển động quý vị lại tạo ra thêm nóng giận quý vị đã tạo nên một sankara mới một lần nữa phản ứng sinh hóa này lại phát sinh và có một cảm giác khó chịu và bởi vì cảm giác khó chịu này quý vị lại đâm ra nóng giận cái vòng luẩn quẩn này đây là sự xanh xôi nảy nở khổ đau của quý vị liên tục liên tục liên tục hết sankara này đến sankara khác hết sankara này đến sankara khác quý vị đã sinh ra nóng giận và hậu quả của nó là một phản ứng sinh hóa nào đó đã khởi lên một cảm giác rất khó chịu đã khởi lên quý vị không phản ứng lại tình trạng ấy lại tiếp tục trong một thời gian quý vị không phản ứng lại quý vị không phản ứng lại quý vị không phản ứng lại khuôn mẫu thói quen bắt đầu thay đổi để thay đổi khuôn mẫu khói quen người ta phải đi vào chiều sâu của tâm ở mức độ cảm giác và tránh không phản ứng quý vị sẽ nhận thấy rằng nó sẽ bắt đầu thanh toán sạch sẽ mớ tồn kho cũ một ví dụ được đưa ra quý vị có nhiên liệu để đốt một đống củi đầy quý vị nhóm lửa lên và củi bắt đầu cháy khi củi cháy quý vị ném thêm củi vào lửa nó tiếp tục cháy quý vị ném thêm củi nữa vào lửa quý vị bỏ thêm củi mới vào ngọn lửa bắt đầu đốt cháy những củi mới này các củi cũ vẫn bị vùi sâu phía dưới hết lớp này đến lớp khác ngọn lửa cứ tiếp tục cháy thêm củi mới thêm nhiều thanh củi mới nếu quý vị ngừng thêm củi mới ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt các thanh còn lại. Không sớm thì muộn, ngọn lửa sẽ đốt cháy hết tất cả. Người ta hiểu nguyên tắc này theo nhiều cách. Các Sankara cũ bị diệt trừ như thế nào? Sự thực là Sankara cũ bị diệt trừ, nó bị diệt trừ như thế nào? Cách đây khoảng 30 năm, một nhà khoa học phương Tây chuyên về khảo cứu đến gặp thầy tôi. Ông ta là bạn của một người bạn tôi. Ông ta nghe rằng ở Miến Điện có một phương pháp thiền và có một vị thầy chỉ dạy người ta thoát khỏi khuôn mẫu thói quen của sự bất thiện và bắt đầu sống một cuộc sống an lạc, hòa hợp. Tất cả những bất thiện tích chữ trong tâm được diệt trừ nhờ phương pháp thiền này. Là một nhà khoa học, ông ta muốn nghiên cứu phương pháp thiền ấy xem nó diễn ra như thế nào. Ông ta đi tới miên điện. Thông thường, thầy tôi không cho phép một thiền sinh mới theo học khóa thiền dài hơn 10 ngày. Nhưng thế nào đó, thầy tôi đã quyết định đây là trường hợp xứng đáng. Thầy tôi cho nhà khoa học ấy học quá dài ngày, ngay tức thì. Mười ngày Anapana. Nhà khoa học nỗ lực tập Anapana. Và một phản ứng bắt đầu xảy ra. Phản ứng mạnh đến nỗi đôi khi chúng tôi thấy ông ta nhảy lên khỏi sàn nhà khoảng một tức rưỡi trong lúc ngồi thiền. Thầy tôi vẫn mỉm cười. Một hôm thầy tôi nói, hãy đến xem ông ta hành thiền như thế nào. Ở đó, mỗi một thiền sinh có một phòng thiền riêng, qua khe cửa phòng của ông ta tôi thấy ông ta trồng cây chuối trên vai toàn thân ông ta rung lên như bị quỷ ám chuyện gì đang xảy ra vậy tôi đến nói với thầy tôi chuyện gì đang xảy ra vậy thầy tôi cười và cười thành tiếng thầy nói tốt cứ để nó diễn ra điều đó tốt cho ông ta và ông ta cứ thế tiếp tục sau này chúng tôi được biết ông ta là một nhà bác học chuyên khảo cứu kỹ nghệ phi thuyền không gian ông ta đã khám phá và giúp chế tạo tên lửa liên lục địa với đầu đạn hạt nhân. Với một người như thế, ông ta sẽ mang loại Sankara nào? Người chế tạo ra loại lửa địa ngục khiến cho hàng triệu người chết. Loại Sankara nào thế? Nó phải thoát ra theo cách ấy. Thầy tôi mỉm cười, cứ để cho nó thoát ra, cho nó thoát ra. Vào cuối khóa, ông ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, rất vui vẻ, rất tuyệt diệu. Thầy tôi nói, tất cả các bất tịnh đã xuất ra ngoài và bây giờ ông được nhẹ nhõm hơn trước nhà khoa học trả lời tôi nhẹ nhõm hơn trước quả đúng thế tôi cảm thấy vui vẻ hơn quả đúng thế nhưng tôi không thể hiểu được những ô nhiễm của tôi bất tịnh tinh thần của tôi thoát ra ngoài nhờ những cảm giác này làm sao tôi có thể chấp nhận điều đó được thầy tôi cười ông nói tốt thì đừng chấp nhận đức phật cũng thường nói đừng chấp nhận đừng chấp nhận chỉ vì ta nói thế đừng chấp nhận chỉ vì truyền thống nói thế hay kinh điển nói thế hãy tự mình chứng nghiệm khi quý vị hiểu rằng kinh nghiệm của chính mình và quý vị thấy rằng phải điều này có thật và đây là điều tốt chỉ có như thế mới nên chấp nhận nó nhà khoa học ấy trở về nước vài ngày sau ông ta viết một lá thư phương pháp thiền này đã cho tôi các kết quả thật là tuyệt diệu tôi thường là người dễ nổi nóng tôi đã có rất nhiều căng thẳng luôn luôn gặp khó khăn trong những quan hệ với cấp trên hay với thuộc cấp ngay cả với vợ tôi cũng không có mối quan hệ tốt đẹp bây giờ tất cả đều thay đổi không phải vì tất cả mọi thứ thay đổi chính tôi đã thay đổi một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra trong tôi tôi thấy rằng mọi sự rất tốt đẹp rất tốt đẹp nhưng tôi không thể hiểu các cảm giác có liên quan gì đến việc các bất tịnh của tôi mất đi tôi là nhà khoa học làm sao tôi có thể chấp nhận điều này được vài năm sau ông ta trở lại ông ta lại thực tập vipassana trong một quá dài ngày và trở về nhà ông ta viết một lá thư dài với bài viết dài ông ta là nhà luyện kim một chuyên viên trong ngành tinh lọc kim loại thứ kim loại dùng trong phi thuyền không gian và những thứ tương tự như thế Ông ta viết, chúng tôi có một nguyên tắc, một lý thuyết. Nếu một kim loại nào đó cần được thanh lọc, nó phải tinh khiết cực độ. Ngay chỉ một vi tử, một phân tử trong số một triệu phân tử cũng không được là một phân tử ngoại lai. Nó phải tinh ròng 100%, tinh ròng cực độ. Để được tinh ròng như thế, chúng tôi nấu chảy nó, rồi chúng tôi làm ra một cái vòng bằng kim loại nguyên chất 100% này chúng tôi luồn cái vòng nóng hổi này qua thanh kim loại mà chúng tôi muốn tinh luyện chiếc vòng này bởi vì nó nguyên chất nên phát sinh ra một loại từ trường nó bắt đầu hút ra những bất tịnh trong thanh kim loại chưa tinh dòng này mọi phân tử dù chỉ một trong số một triệu cũng không thể ở lại hiển nhiên là các bất tịnh ấy phải đi ra các phân tử còn lại ở trạng thái rất tốt và kim loại có được độ bền rất cao ồ đây là điều đức phật đã tìm thấy rồi cái vòng ý thức tinh khiết này di chuyển từ đầu xuống chân và từ chân lên đầu nếu cái vòng này không được tinh khiết phương pháp thiền không hiệu nghiệm nếu cái vòng này phản ứng ham muốn ghét bỏ ham muốn ghét bỏ nó không hiệu nghiệm nhưng vì nó tinh khiết nó không phản ứng không ham muốn không ghét bỏ nó không ngừng thanh lọc tâm đây là cách hiểu của đức phật mỗi người hiểu theo cách riêng của mình nhưng đúng như thế nó thực sự thanh lọc tâm có người đến nói với tôi có một nguyên tắc điển hình trong bình ác quy loại có thể sạc điện được chúng ta cứ tiếp tục sạc điện sạc điện sạc điện và bình ác quy tiếp nạp điện tiếp nạp điện tiếp nạp điện chúng ta ngừng không sạc điện nữa chúng ta không làm gì hết và bình ác quy bắt đầu tự động nhà điện ra nhà điện ra Chúng ta không làm gì hết để bắt nó nhà điện. Chúng ta chỉ ngưng sạc điện. Ồ, đây cũng là một nguyên tắc. Có người đến nói với tôi, ông có thấy những đồ chơi mà ông vặn, đồ chơi vặn dây cót? Ông cứ vặn, 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 rồi buông nó ra. Món đồ chơi sẽ nhảy một chút. Tự động, nhà dây cót, nhà dây cót. Quý vị không làm gì để nhó nhà dây cót. Quý vị chỉ ngừng không lên dây cót nữa. Đức Phật nêu ra một ví dụ. Giống như khi quý vị có một sợi dây, quý vị cứ xoắn, xoắn, xoắn hai đầu sợi dây. Nếu thành lình quý vị buông nó ra, thì <laughs> sợi dây sẽ buông mở trở lại. Đây là luật tự nhiên. Quý vị ngưng không tạo ra Sankara mới, và các Sankara cũ chắc chắn sẽ bị diệt trừ. Khi quý vị cứ tiếp tục gia tăng, tiếp tục tạo ra hết Sankara mới này, đến Sankara mới khác, tiến trình diệt trừ sẽ không thể nào khởi sự được lúc nào cũng có tiến trình gia tăng gia tăng điều đó có nghĩa là tiến trình khổ đau của quý vị gia tăng mỗi khi sankara gia tăng sự khổ đau của quý vị gia tăng giản dị dễ hiểu đến thế nhưng thật là khó khăn người ta quên bén nó đi và họ tiếp tục tạo ra hết sankara này đến sankara khác hết khổ đau này đến khổ đau khác hết khổ đau này đến khổ đau khác đây là điều người ta phải học ý thức về cảm giác và không phản ứng lại các cảm giác ấy ý thức về các cảm giác mà không phản ứng lại các cảm giác ấy giản dị chỉ có thế thôi đây là phương pháp nếu quý vị quên điều này và thực tập cách khác thì sẽ không có kết quả gì nếu quý vị thực tập theo cách này các kết quả mong đợi chắc chắn sẽ đến từng chút một từng chút một kinh nghiệm của chính quý vị sẽ cho quý vị biết điều này. Như khi có quần áo dơ bẩn nên người nội trợ mua xà phòng hay thuốc giặt để giặt. Nếu bà ta dùng xà phòng, những dơ bẩn sẽ mất đi. Xác định loại hóa chất nào có tác dụng trên vết dơ, tìm hiểu xem quần áo được giặt sạch như thế nào không phải là công việc của người nội trợ. Đây là công việc của các nhà nghiên cứu, của các nhà khoa học. Hãy để họ làm chuyện ấy. Nhưng với một người bình thường, người ta hiểu rằng có khổ đau có khổ đau vì thói quen tạo ra hết sankara này đến sankara khác nếu quý vị ngưng không tạo ra sankara nữa thì quý vị sẽ thấy rằng quý vị đang thoát khỏi khổ đau của mình khuôn mẫu thói quen của quý vị đang thay đổi người nào có thói quen dễ bị nóng giận sẽ thấy rằng họ đang thoát khỏi sự giận dữ của mình những ai say đắm đam mê họ sẽ thoát khỏi đam mê ai say đắm bất cứ loại bất tịnh nào họ sẽ bắt đầu thoát khỏi loại bất tịnh ấy. Kết quả có đấy, bằng chứng có đấy, vì quý vị chứng nghiệm được nó, và quý vị chỉ chấp nhận nó khi quý vị bắt đầu chứng nghiệm được sự thật, chứng nghiệm được kết quả tốt lành cho quý vị. Đây là điều Đức Phật tiếp tục giảng giải suốt đời Ngài. Đây là điều Ngài tiếp tục giảng giải về sự bình tâm, sự bình tâm, sự bình tâm bên trong của quý vị phải thể hiện thành sự bình tâm bên ngoài sự bình tâm trong đời sống hàng ngày của quý vị nên có sự bình tâm này vì thăng trầm trong đời sẽ xảy ra giáo huấn này không chỉ dành riêng cho tăng và ni cho tu sĩ giáo huấn này cũng dành cho cư sĩ tại gia một số lớn các cư sĩ thường đến gặp đức phật một nhóm cư sĩ đến hỏi ngài bạch thế tôn chúng con chưa chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một vị tăng hay một vị ni chúng con phải sống cuộc đời cư sĩ liệu phương pháp thiền này có giúp ích cho chúng con không chúng con có thể được giải thoát không chắc chắn là được phương pháp thiền này là phương pháp cho mọi người khi người ta trở thành một vị tăng hay một vị ni trách nhiệm trong đời không còn nữa người ta có thể dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho mục đích giải thoát này và kết quả sẽ đến sớm hơn nhưng là cư sĩ người có nhiều trách nhiệm đa đoan và với tất cả các trách nhiệm đó quý vị không thể dành nhiều thời giờ tu tập được do đó việc giải thoát đòi hỏi thời gian lâu hơn nhưng phương pháp thiền này vẫn có tác dụng ngay với cư sĩ ngài đã thuyết giảng cho cư sĩ giải thích phương pháp thiền có tác dụng với cư sĩ như thế nào là một cư sĩ người ta phải chăm lo mọi trách nhiệm của mình nếu là cư sĩ quý vị không trốn tránh trách nhiệm của mình trách nhiệm của quý vị đối với các thành viên trong gia đình đối với xã hội, đối với họ hàng. Quý vị làm và làm thật chu đáo những trách nhiệm này. Cùng một lúc, quý vị tu tập, tu tập. Đức Phật đề cập đến 32 phúc lợi của một người đàn ông hay đàn bà có gia đình. Làm sao để đạt được 32 lợi lạc từ tham ma? Lợi lạc sau cao quý hơn lợi lạc trước. Và cứ thế, khi đề cập tới cái lợi lạc cuối cùng, cái cao quý nhất, Ngài nói, Thôi thất sầu dục đam mê chệch tang ya san kampati <laughs> asokang virajang khemang etang mangalamuttamang etang mangalamuttamang đây là thứ hạnh phúc chân thật tối thượng trong đời hạnh phúc chân thật tối thượng ấy là gì khi quý vị gặp phải những trông gai của cuộc đời, những thăng trầm, và ai ai cũng gặp phải những trông gai của cuộc đời, thì tâm của quý vị không bị dao động, nó vững vàng, giữ được thăng bằng. Quý vị không bắt đầu khóc than, quý vị không tạo ra khổ sở trong tâm. Quý vị không tạo bất tịnh trong tâm quý vị không tạo ra cảm giác bất an trong tâm quý vị luôn luôn cảm thấy an ổn quý vị đang đi trên con đường thăm ma không gì có thể sai trái đây là hạnh phúc chân thật tối thượng sự bình tâm trước mọi thăng trầm trong cuộc sống mọi thăng trầm trong cuộc sống đặc biệt khi những điều khó chịu xảy đến trong đời rất dễ vui khi dòng đời êm trôi như khúc hoan ca nhưng người đáng kính là người với nụ cười khi gặp nghịch cảnh và nghịch cảnh xảy ra nhiều lần trong cuộc đời chúng ta mọi sự diễn ra hoàn toàn không theo ý mình mọi sự diễn ra hoàn toàn bất như ý nhưng quý vị vẫn mỉm cười không cười như một nam hay nữ diễn viên quý vị mỉm cười tự trong lòng một cảm giác rất khó chịu có thể có đó và quý vị mỉm cười ngay vào cảm giác khó chịu này anicca ngươi cũng là anicca ngươi cũng là anicca ta cứ thử xem ngươi tồn tại được bao lâu đây là điều đức phật giảng dạy luật tự nhiên là giữ được sự bình tâm trong mọi trường hợp trước mọi trông gai của cuộc sống và quý vị sẽ nhận ra rằng điều này thật tuyệt vời những gì ngài giảng dạy ngài thực hành cho chính ngài ngay trong cuộc đời ngài một bậc giác ngộ cũng phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống sự thăng trầm trong đời chắc chắn sẽ xảy đến Ngài bắt đầu giảng dạy thâm ma này cho năm người bạn, những người đồng tu. Sự giảng dạy này truyền bá đến 50, rồi đến 500, đến 5.000 người. Sự giảng dạy này cứ thế lan truyền, lan truyền, lan truyền. Hầu hết dân số vùng Bắc Ấn Độ đã bắt đầu thực hành thâm ma vào thời của Ngài. Người ta đã được lợi lạc. Tuy nhiên, có một số người rất chống đối Ngài, một phần vì họ không hiểu Ngài giảng điều gì. Có lẽ họ nghĩ rằng ông ta dạy điều gì đó chống bán lại tôn giáo của mình truyền thống của mình vì giáo pháp của ông ta tôn giáo của mình sẽ mất hết quyền lực uy tín còn phần khác là vấn đề mưu sinh của họ họ là tu sĩ nếu người ta làm theo lời giảng của đức phật sẽ không còn nghi lễ nghi thức lễ nghi nào nữa chẳng còn gì hết đức phật nói các người hãy chỉ quan sát chính mình và thanh lọc tâm mình sống một cuộc đời lành mạnh vui vẻ những nghi lễ, nghi thức này sẽ còn hữu ích nữa không? Nếu không còn nghi lễ, nghi thức nữa, họ sẽ mất phương tiện sinh nhai. Vì thế nên có sự chống đối. Làm sao họ có thể trận đứng sự giảng dạy của ngài? đã có một cách. Dạo ấy thường có những buổi tranh biện trước công chúng, có chủ trương rất du côn vô lại. Với đông đảo tín đồ, người ta đến la ó và buông lời nhạo báng. Không có cuộc tranh luận thực sự, chỉ là một thứ náo loạn ầm ý nhưng hình thức này vẫn được ưa chuộng và nếu ai đó thua cuộc thì người ta sẽ không chấp nhận sự giảng dạy của người bị thua nữa do đó họ sẽ đến đấu khẩu tranh luận với đức phật nhưng khi họ tới cổng trung tâm nơi ngày chú ngụ gọi là ashram họ bắt đầu phân vân ông ta là người rất thông minh làm sao bọn mình có thể tranh luận với ông ta được dù có dùng phương cách lo ó sòm cũng không dễ vì ông ta trả lời một cách điềm tĩnh ta hãy liệt kê ra những điều cần bàn luận. Điều cần tranh biện. Hãy để một người trong chúng ta làm người cầm đầu. Ông cầm đầu, ông là người cầm đầu. Một người nói, được rồi, để tôi cầm đầu, chúng ta hãy liệt kê hết các điều cần tranh luận. Được, hãy liệt kê hết các điều cần tranh luận. Ông không để tóc dài, rối bù trên đầu. Phải phải, thời ấy tất cả những nhà tu khổ hạnh đều để đầu bù tóc rối Ông không có để râu mép, râu cằm dài. Phải phải, râu mép, râu cằm dài. Ông không đeo chẳng hạt, chuỗi hạt quanh cổ. Phải phải. Ông không quấn da nai hay da thú quanh thắt lưng. Phải phải. Ông không chết cho lên người. Phải phải. Đột nhiên có người nói, tất cả những câu hỏi này đã được nêu lên rồi. Bất cứ khi nào người ta nêu lên câu hỏi này, ông ta mỉm cười. Ông ấy nói, tôi không thích những thứ ấy, nếu ông thích chúng cứ việc làm tôi sẽ không tranh luận với ông. Cứ làm nếu ông thích điều ấy. Làm sao bọn mình có thể tranh luận với ông ta điều ông ấy không làm? Chúng ta hãy tìm xem có điều gì sai trái trong sự thực hành và trong giáo huấn của ông ta. Được rồi, sẽ bỏ tờ giấy đi. Hãy làm một danh sách khác. Ông ta thuyết giảng điều gì và thực hành điều gì? Ông ta thuyết về sila, đạo đức. Và ông ta giữ giới. Làm sao mình có thể tranh cãi về điểm đó? Giới hạnh là điều tuyệt vời, có ai sống cuộc sống đạo đức và dạy người khác sống cuộc sống đạo đức. Mình không thể bàn cãi về điểm đó được. Còn gì khác nữa? Ông ta dạy Samadhi. Samadhi là gì? Sự làm chủ tâm. Làm chủ được tâm ư? Tôi đã thử trong nhiều năm qua và tôi không thể làm chủ được tâm mình. Nếu ai có một phương pháp khiến quý vị làm chủ được tâm mình thì thật là tuyệt vời. Làm sao mình có thể chống đối lại điều đó được? Còn gì khác nữa? ông ta dạy ban nhà ban nha là gì là một tiến trình qua đó tất cả các bất tịnh phải bị diệt đi các bất tịnh phải bị diệt đi ư các bất tịnh của tôi đã không bị diệt đi dù chỉ một chút nếu các bất tịnh bị diệt mất thật là tuyệt vời làm sao mình có thể chống đối lại điều đó được không thể chống điều này được còn gì khác nữa không còn gì khác nữa ông ta không nói về điều gì khác nữa ông ta nói ta chỉ giảng và thực hành Sila Samadhi Panya Sila Samadhi Panya Giới định tuệ Còn tất cả những thứ khác tín ngưỡng của quý vị Giáo điều của quý vị triết thuyết của quý vị Tất cả đều không liên quan gì đến ta Ta chẳng có quan hệ gì đến các thứ ấy cả Quý vị cứ tiếp tục làm những gì quý vị thích Nhưng ba điểm này quan trọng Cả ba là điểm chính yếu Của Tham Mà Họ đã bỏ đi Vì họ không thể tranh cãi được nhưng dù sao chăng nữa cần phải làm cái gì để ngăn chặn sự thuyết giảng của ông ta một cách là tìm cho ra vết ô nhục nào đó nếu không có vết ô nhục hãy tạo ra vết ô nhục và với một tu sĩ vết ô nhục ấy có thể là gì chỉ có hai loại tiền và đàn bà tiền chúng ta không thể tạo một vết nhơ nào về tiền bởi vì ông ta đã bỏ cuộc đời cư sĩ và cuộc sống xa hoa của một thái tử và ông ta không giữ cho riêng mình một món gì cả nhưng về đàn bà, được, có thể làm được điều gì đó, bởi vì cả đàn ông lẫn đàn bà đều đến học tham ma với ông ấy. Do đó họ huấn luyện một cô gái trẻ đẹp. Một chiều tối cô ta chất đầy son phấn vân vân tới Ashram, trung tâm nơi Đức Phật trú ngụ và ngủ dưới gốc cây. Và sáng hôm sau, với mái tóc buông lơi, cô ta ra ngoài và nói, Ồ, tôi đã có được một đêm tuyệt vời với Samon Gautama tôi đã có được một đêm tuyệt vời người nghe được câu đó tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cô ta đang nói gì thế hai ngày ba ngày bảy ngày rồi cô ta không tới nữa sau khoảng tám tháng có buổi thuyết pháp với đông đảo thính giả đức phật đang thuyết pháp một số lớn các địa tử của ngài có mặt ở đó bậc trị vì xứ sở vua pasenadi cũng có mặt vị tổng tư lệnh tể tướng cũng có ở đó cư sĩ Anathapindika, còn được gọi là cấp cô độc, có ở đó. Từ mẫu Visaka cũng có mặt, có đông đảo thính chúng. Cô gái ấy đến, cô ta đã đặt một miếng gỗ vào bụng, lấy dây cột lại và mặc váy lót che bên ngoài. Rồi cô ta đến la hét và chửi bới. Này, tên đầu chọc kia, nếu ngươi không có gì cho đứa con sắp chào đời của ngươi, hãy hỏi các địa tử của ngươi, những người giàu có này, họ phải làm một cái gì đó. Mọi người đều ngạc nhiên và lúng túng. Cô ta nói gì thế? Tại sao cô ta lại nói với Đức Phật như thế? Đức Phật mỉm cười. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng từ bi. "Ô này con, con biết sự thật về điều con nói. Ta biết sự thật về điều con nói. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng từ bi." Thật dễ dàng nếu ngài muốn yêu cầu nhà vua là đệ tử lớn của ngài. Cô ta nói dối, hãy chặt đầu cô ấy. Cô ta sẽ bị rơi đầu nhưng như thế Đức Phật sẽ không còn là Đức Phật nữa chỉ có lòng từ bi từ bi những chấn động của lòng từ bi bao trùm nơi đó và cô ta trở nên bối rối bối rối sợi dây buộc bị nới lỏng ra và miếng gỗ rơi ra ngoài Dharma thật màu nhiệm <laughs> Đức phật đã thành công nhờ sự bình tĩnh trong tâm ngài nhờ sự hài hòa trong tâm ngài nhờ sự an lạc trong tâm ngài chứ không phải nhờ vào sự tranh cãi quý vị không bao giờ thành công bằng cách tranh cãi đây là điều ngài thực hành suốt cuộc đời ngài rất nhiều tình huống đến trong cuộc đời đức phật và ngài luôn luôn giữ tâm mình rất an tĩnh rất trầm lặng rất tinh khiết rất hòa hợp tốt lành cho mình tốt lành cho mọi người một chuyện khác nữa đã xảy ra một ông già theo đạo bà la môn rất tức giận ông phật này thuyết giảng toàn những thứ chống lại tôn giáo của tôi những người trong nhà tôi các con trai tôi có con dâu tôi tất cả đều thôi không cử hành nghi lễ nghi thức và không cử hành các lễ nghi tôn giáo nữa các con tôi ngồi ở góc nhà và theo dõi hơi thở ra vào hơi thở ra vào và cảm giác bọn chúng làm gì thế ông ta làm hỏng hết tôn giáo của tôi tôi sẽ tới và bửa sọ ông ta ra chỉ có cách này mới chấm dứt được sự giảng dạy của ông ta rồi ông ta đến gặp đức phật rất tức giận ông ta đi vào vừa đi vừa chửi rủa chửi rủa đức phật nói này ông lão, hình như ông rất bực bội. Hãy tới đây ngồi xuống, chúng ta hãy thảo luận vấn đề của ông. Ông già ấy đã quyết định rồi, ta sẽ không bàn luận với ông Phật, bởi vì ông ta là người rất khôn ngoan. Giây phút ta khởi sự luận bàn với ông ta, sự tức giận của ta sẽ mất đi. Nếu sự giận dữ của ta mất đi, ta sẽ không bửa sọ ông ta ra được. Ta phải cứ tiếp tục tức giận. Và ông ta đi tới gần, tới gần, vừa đi vừa chửi bới, chửi bới đức phật nói này ông lão ông chỉ cần trả lời một câu hỏi ông có khách đến nhà thăm không có chứ có rất nhiều khách đến nhà tôi khách đến nhà thăm thì có liên quan đến chuyện gì hãy trả lời cho ta biết một số khách có thể mang quà đến cho ông chứ có chứ có nhiều khách mang quà đến ông quan tâm đến chuyện ấy làm gì giả dụ có khách mang quà đến cho ông và ông không chấp nhận món quà ấy rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra chuyện gì xảy ra à món quà ấy thuộc về người mang nó đến này ông lão ta muốn nói với ông cùng một điều như thế ông đã tới nhà ta như một người khách ông đã mang theo những món quà chửi bới ta không nhận những món quà ấy chúng thuộc về ông chúng là tài sản của ông không phải tài sản của ta ông già này là một người rất thông minh ông ta chỉ bị một bức màn mỏng che phủ bức màn vô minh mỏng vốn không cho phép ông ta hiểu được sự thật Bước màn này được vén lên và ông ta bắt đầu hiểu. Đấy có phải là suốt đời người ta mang quà lại biếu chúng ta ư? Món quà chửi bới một lần và để đáp lại, chúng ta trả tới 10 lần. Họ mang 10 món, ta trả lại 100 món. Sự trao đổi quà này là người khốn khổ, ta cũng sẽ khốn khổ. Thưa Đức Phật Gotama, làm sao Ngài học được cách không chấp nhận bất cứ món quà nào? Hãy ngồi xuống, ông lão, hãy ngồi xuống đây hãy nhắm mắt lại quan sát hơi thở ra vào quan sát hơi thở ra vào quan sát các cảm giác quan sát các cảm giác ông phải tự quan sát mình nếu ông không tự quan sát mình ông không thể thoát ra khỏi sự khốn khổ này đây là một vấn đề khó khăn đối với mọi người ông lão này tên là barawaja đã nỗ lực thực hành thực hành và trở thành một arahan một người hoàn toàn giác ngộ và suốt cuộc đời còn lại, ông ta tiếp tục phụng sự chúng sinh, tiếp tục phụng sự chúng sinh. Trọn vẹn phương pháp thiền là như thế này: Trừ phi quý vị giữ được sự bình tâm ở chiều sâu của tâm nơi có cảm giác, quý vị không thể trông mong đạt được kết quả đúng đắn. Khi quý vị tu tập đúng phương pháp, quan sát các cảm giác và giữ được sự bình tâm thì sẽ có kết quả tốt tất cả những gì xảy ra bên ngoài sẽ mang lại cảm giác trong cơ thể dễ chịu hay khó chịu tất cả những gì xảy ra bên ngoài sẽ mang lại cảm giác trong cơ thể nếu quý vị giữ tâm quân bình trước các cảm giác thì bất cứ quyết định nào của quý vị đều là quyết định lành mạnh bất cứ hành động nào của quý vị đều là hành động lành mạnh đây không phải là phương pháp này làm cho quý vị trở nên thụ động phương pháp này sẽ làm cho quý vị trở nên năng động đây không phải là kiểu tôi là người hành thiền vipassana cứ để cho bất cứ ai đến cắt tôi như cắt rau tôi không quan tâm ồ không không phải thế đâu quý vị trở nên đầy linh hoạt và năng động cuộc đời phản ứng sẽ mất đi không còn nữa phản ứng luôn luôn tràn đầy tiêu cực đầy áp khổ đau giờ đây chỉ có hành động và hành động thì luôn tích cực tốt lành cho quý vị và tốt lành cho người khác sự đổi thay này sẽ tới nhiều lúc quý vị phải có biện pháp mạnh trong lời nói việc làm cần có biện pháp mạnh nhưng sâu tận bên trong tâm quý vị tràn đầy tình thương đầy lòng từ bi khi cần thiết phải có hành động mạnh người ta phải làm ví dụ một đứa bé đang chạy gần tới lửa hay gần con rắn độc vì với đứa bé đó là đồ chơi quý vị không thể cho phép điều đó được quý vị dùng hết sức để ngăn đứa bé đến gần đứa bé sẽ khóc nó sẽ không thích đâu nhưng quý vị phải ngăn không cho đứa bé đến gần quý vị không giận gì đứa bé chỉ có lòng từ bi chỉ có thiện ý quý vị muốn giúp đứa bé nhưng quý vị phải dùng đến sức mạnh nếu có một người rất hùng hổ một kẻ vũ phu đang hãm hại người yếu đuối và quý vị nói tôi là người hành thiền vipassana tôi không quan tâm họ khổ đau vì karma, va nghiệp trướng của riêng họ không đâu thăm ma không dạy quý vị như thế đâu quý vị sẽ có biện pháp mạnh quý vị sẽ ngăn kẻ bạo hành làm điều sai quấy nếu quý vị không phải là người hành thiền vipassana thì quý vị cũng sẽ phải có biện pháp như thế biện pháp rất mạnh biện pháp rất mạnh chống lại kẻ hung bạo ấy nhưng quý vị có nhiều từ bi với nạn nhân kẻ yếu đuối hơn và rất nhiều giận dữ đối với kẻ hung bạo nhưng bây giờ thì khác quý vị có lòng từ bi với kẻ yếu đuối nhưng quý vị có nhiều từ bi hơn với kẻ hung bạo hắn ta là người vô minh hắn không biết điều hắn đang làm không những hắn hãm hại kẻ yếu đuối, mà còn tự làm hại chính hắn. Hắn đang tạo ra rất nhiều bất thiện, rất nhiều ác ý. Qua đó, hắn đang tự hại hắn. Hắn chẳng hiểu gì cả. Và hắn rất vô minh nên hắn không hiểu lời nhỏ nhẹ. Chúng ta phải dùng lời nghiêm khắc. Hắn ta chỉ hiểu ngôn ngữ này. Quý vị phải có biện pháp mạnh, biện pháp cứng rắn, nhưng đầy tình thương, đầy lòng từ bi. Trước hết, quý vị phải tự xét mình, bất cứ khi nào cần phải dùng biện pháp mạnh quý vị phải tự xét mình quý vị tự xét mình và lưu ý rằng đây là các cảm giác tôi đang cảm thấy do tình hình bên ngoài hiện đang có các cảm giác và tôi không phản ứng lại chúng và với người tôi sắp có biện pháp cứng rắn đây tôi có lòng từ bi không gì ngoài lòng từ bi cho người ấy rồi thì đúng thế phương pháp thiền đã bắt đầu có hiệu nghiệm đối với quý vị nhiều chuyện xảy ra trong đời thầy của tôi sajachi ubakin cho thấy rõ điều này đôi khi ngài có biện pháp mạnh đôi khi những người không cần gần gũi ngài sẽ nghi ngờ ông ta thuộc loại thầy vipassana gì thế đôi khi ông ta rất lớn tiếng điều này có thể là sao nhưng với những người gần gũi ngài với chúng tôi điều này thật rõ ràng khi ngài lớn giọng không hề có một mảy may tức giận dù ngài trông có vẻ rất giận dữ sâu tận bên trong chỉ có tình thương chỉ có lòng tự ái. Dĩ nhiên thầy tôi là người tuân theo kỷ luật rất nghiêm ngặt, ngay cả tại văn phòng của ngài hồi còn làm cho chính phủ và cũng nghiêm ngặt như thế tại trung tâm thiền. Bất cứ điều lệ nào, bất cứ kỷ luật nào, mỗi thiền sinh phải làm việc theo đúng kỷ luật. Mục đích của người ta đến với trung tâm thiền là để học tham ma và để phát triển trong tham ma. Nếu không làm việc đúng đắn thì sẽ không ích lợi gì. Cho nên đôi khi thầy tôi rất nghiêm khắc có nhiều phòng thiền nhỏ có thể có người ra khỏi phòng thiền và đi bộ vòng quanh thầy tôi sẽ hỏi này bạn đang làm gì thế và người thiền sinh có thể trả lời thưa ngài tôi tình cờ phải làm chuyện này tôi bỗng nhiên phải làm chuyện này tôi cần phải ra khỏi phòng thiền được rồi tôi sẽ trở về phòng một lúc sau anh ta lại đi ra này chuyện gì thế và lại viện vài duyên cớ khi chúng tôi biết rằng anh bạn này không làm việc theo quy củ kỷ luật Lúc đó Sajachi vẫn ngồi trong thiền đường. Thầy tôi hỏi, Wenka, tôi phải lớn giọng với người này. Để tôi đi xuống dưới đó. Các phòng thiền dưới đấy chỉ cách có 5-6 bước. Ngài bước xuống, gõ cửa và hét lớn tiếng. Và đấy là một tiếng hét của một vị thiền sư Vipassana vĩ đại. Tiếng hét ấy như một trận động đất. Toàn thể trung tâm thiền Vipassana bắt đầu rung rinh. Ngài hét lớn. Rồi Ngài bước lên bốn hay năm bước, mỉm cười lớn tiếng. Quen ca, tôi đã lớn giọng với người này, tôi đã lớn giọng. Đây là thứ lớn giọng gì thế? Đầy tình thương, đầy lòng từ ái. Như thế, nhiều lần trong đời, ta phải có biện pháp mạnh, bởi vì có người không hiểu được bất cứ ngôn ngữ nào khác. Hãy có quyết định cứng rắn, nhưng luôn luôn với tình thương, luôn luôn với lòng từ ái, luôn luôn với thiện ý. Nếu có dù chỉ một mảy may ác ý nào, quý vị đã bắt đầu tự hại mình làm sao quý vị có thể giúp người khác được nếu quý vị không thể giúp mình làm sao quý vị có thể giúp người khác được trước hết quý vị phải tự giúp mình hãy vững mạnh lên để giúp kẻ yếu đuối nếu quý vị đi khập khiễng quý vị không thể trợ giúp người khập khiễng khác nếu quý vị mù lòa quý vị không thể chỉ đường cho người mù lòa khác trước tiên hãy làm cho chính mình vững mạnh lên tự giúp bản thân mình trước rồi quý vị mới có thể giúp người khác được Đức Phật nói, trong thế giới này, ta thấy có bốn loại người. Một nhóm người đi từ bóng tối đến bóng tối. Một nhóm khác đi từ ánh sáng đến bóng tối. Nhóm thứ ba đi từ bóng tối đến ánh sáng. Nhóm thứ tư đi từ ánh sáng đến ánh sáng. Ngài không bao giờ thuyết giảng điều gì huyền bí. Giáo pháp rõ ràng như thế. Vì vậy, bất cứ khi nào Ngài nói ra điều gì, làm người nghe có thể hiểu theo ý khác. Ngài giải thích ngay cái gì là bóng tối cái gì là ánh sáng làm sao người ta cứ đi từ chỗ này tới chỗ kia nhóm người đầu tiên đi từ bóng tối đến bóng tối có người đầy rẫy khổ đau trên nhiều phương diện sức khỏe tiền bạc gia đình xã hội khổ đau khổ đau khổ đau khắp xung quanh đây là bóng tối cuộc đời tăm tối không có hạnh phúc gì cả mỗi khoảnh khắc người này tạo ra không gì ngoài giận dữ à, oán ghét giận dữ oán ghét tôi ở trong hoàn cảnh này bởi vì thế này thế kia bởi vì thế này thế kia bởi vì thế này thế kia rồi chút cơn tức giận đối với người này người kia oán ghét đối với người này người kia ác ý đối với người này người kia bóng tối đã có sẵn đó và người ta đang gieo hạt giống tối tăm sự tức giận oán ghét ác ý này không đem lại điều gì ngoài khổ đau không đem lại điều gì ngoài khổ đau nên tương lai người ấy cũng sẽ đầy khổ đau hiện tại đang khổ đau tương lai cũng khổ đau hiện tại đang tối tăm tương lai cũng tối tăm nhóm người thứ hai đi từ ánh sáng đến bóng tối ánh sáng có người hoàn toàn hạnh phúc về tiền bạc gia đình sức khỏe xã hội có địa vị trong xã hội nhưng sống trong điên cuồng trong cuộc đời lấy bản ngã làm trọng trong cuộc đời lấy ta làm trọng ghét bỏ tất cả những người khác họ là những kẻ vô tích sự ta đây rất thông minh đó là lý do tại sao ta rất hạnh phúc ta có rất nhiều tiền, đẳng cấp, quyền lực, địa vị. Căm ghét mọi người, cái hiện đang sung sướng. Bởi vì vài khắc ma, vài nghiệp tốt trong quá khứ, chung quanh thầy đều dễ chịu. Nhưng mỗi khoảnh khắc hạt giống người này, gieo trồng là hạt giống khổ đau, khổ đau. Cho nên từ ánh sáng người này đi vào bóng tối, từ ánh sáng đi vào bóng tối. Nhóm người thứ ba giống như nhóm người thứ nhất, chung quanh đầy những khổ đau, nhưng bên trong có trí tuệ, người ấy vẫn giữ nụ cười. Ồ, khổ đau này tới vì vài cạc ma, vài nghiệp xấu, bất thiện của tôi trong quá khứ. Hãy để cho tôi thanh toán món nợ của mình. Tôi tiếp tục thực hành Vipassana. Anicca, Anicca, Anicca. Lý do tại sao tôi khổ hình như do người này, nhưng chắc chắn người này không phải là nguyên nhân của sự khổ đau của tôi. Người này chỉ là phương tiện, không qua người này thì qua người khác. Khổ đau của tôi chắc chắn sẽ tới cho nên người ấy chỉ tạo ra tình thương và lòng từ bi cho người hình như đang làm khổ mình người ấy đang gieo trồng hạt giống tình thương hạt giống từ bi bây giờ có nhiều con tối nhưng tương lai sẽ tươi sáng tươi sáng không sớm thì muộn bóng tối sẽ qua đi hạt giống mà người ấy đang gieo trồng lúc này là hạt giống của ánh sáng nó sẽ mang lại ánh sáng mang lại hạnh phúc và loại người thứ tư từ chỗ sáng đến chỗ sáng tất cả những tiện nghi của đời sống có sẵn đó, tiện nghi về tiền bạc, về sức khỏe, về xã hội, về gia đình. Nhưng loại người này vẫn hiểu vì có trí tuệ. Tất cả các thứ này bởi vì vài cạng ma nghiệp thiện trong quá khứ. Và cho dù các cạng ma tôi đã làm có tốt đến thế nào đi nữa, các cạng ma ấy cũng không tồn tại mãi mãi. Kết quả do các cạng ma ấy đem lại không tồn tại vĩnh viễn. Nó sẽ chấm dứt vì vậy bây giờ điều gì tôi đang làm hiện giờ tôi sẽ tận dụng hết thảy tiền bạc đẳng cấp quyền lực địa vị mà tôi có để làm lợi ích cho người khác để cấp dưỡng cho tôi cấp dưỡng cho những người phụ thuộc vào tôi và rồi cho lợi ích của người khác lợi ích của người khác do đó lúc nào người ấy cũng phát sinh ra tình thương lòng từ bi thiện ý tình thương lòng từ bi thiện ý tất cả mọi hành vi lời nói việc làm ý nghĩ đều vì lợi ích của người khác, vì lợi ích của người khác. Người ấy đang gieo trồng hạt sống ánh sáng, từ ánh sáng, người ấy đi tới ánh sáng, từ hạnh phúc, người ấy đi tới hạnh phúc. Ta không nên thuộc vào loại thứ nhất hay loại thứ hai, ta phải thuộc vào loại thứ ba và thứ tư. Loại thứ ba hay thứ tư, chúng ta không quyết định được. Đôi khi vì các cạc ma nghiệp trong quá khứ, đời ta đầy những tối tâm, đôi khi vì các càng ma quá khứ đổi ta đầy những ánh sáng nhưng ta là chủ nhân của các càng ma hiện tại đức phật nói <laughs> quý vị là chủ nhân của chính mình chứ chẳng phải ai khác và quý vị là chủ nhân của tương lai của chính mình chứ không phải là ai khác bất cứ cái gì xảy ra trong quá khứ đã xảy ra rồi nhưng bây giờ quý vị không nên tạo ra một sankara nào để mang lại khổ đau cho quý vị. Quý vị là chủ nhân của chính mình. Hãy là chủ nhân của giây phút hiện tại. Tương lai chẳng qua chỉ là con đẻ của hiện tại. Nếu quý vị là chủ nhân của giây phút hiện tại, và nếu quý vị thấy rằng giây phút hiện tại của quý vị đầy ắp tham ma, thì tương lai của quý vị tự động sẽ tràn đầy hạnh phúc. Không có tâm tối nào trong tương lai cả hãy phát triển việc làm chủ giây phút hiện tại đây là vipassana hãy là chủ nhân của giây phút hiện tại ở giây phút này tôi là chủ nhân của chính mình tôi sẽ không gieo trồng bất cứ hạt giống khổ đau nào tôi sẽ không gieo trồng bất cứ hạt giống tối tăm nào tôi sẽ chỉ gieo trồng những hạt giống tươi sáng hạt giống hạnh phúc là những hạt tốt lành cho tôi và cho những người khác hãy cố thực hành một cách đúng đắn các kết quả chắc chắn sẽ tới, kết quả tốt lành chắc chắn sẽ tới. Hãy hiểu đúng đắn phương pháp thiền. Trong một ngày còn lại, hãy thu tập nghiêm chỉnh, hãy chút bỏ càng nhiều bất tịnh càng tốt, và củng cố vững vàng trong phương pháp thiền này. Quý vị phải ý thức được cảm giác và bình tâm trước những cảm giác ấy. Ý thức được cảm giác và bình tâm trước những cảm giác ấy. Ý thức được cảm giác và bình tâm trước những cảm giác ấy. Phần còn lại, hãy để tham ma lo liệu, kết quả chắc chắn sẽ tốt đẹp hãy liên tục tăng trưởng trong tham ma liên tục tăng trưởng trong tham ma tham ma rất là vĩ đại rất là tuyệt diệu nguyện cho tất cả quý vị gặt hái được các thành quả tốt đẹp nhất của tham ma nguyện cho tất cả quý vị hưởng được hạnh phúc thật sự an lạc thật sự hòa hợp thật sự hòa hợp thật sự

Bây giờ quý vị hãy nghỉ khoảng 5 phút rồi bắt đầu trở lại. Hãy đi nghỉ khoảng 5 phút.